Mộc Linh cùng Lý Tinh Nguyệt ánh mắt cũng chăm chú rơi vào Lý Thuần trên thân. Trước mắt, Âu Dương Thiên Huyền khẳng định là không trông cậy được vào. Hắn không thể nào cũng sẽ không nói cho Bạch Vân Yên ở nơi nào. Cho nên, hiện tại duy nhất có thể được biết gió Bạch Vân Yên vị trí cũng là Lý Thuần. Cho dù là Tiểu Linh Nhi đều chừng lấy tròn căng mắt to nhìn qua Lý Thuần. Tôn thượng tại cấm hải, đòn ánh mắt của mọi người, Lý Thuần chậm rãi mở miệng. Cấm hải, Lý Tinh Nguyệt nghe xong, hướng Mộc Linh cùng mà y lão già nhìn qua. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại huyền vũ vực, chưa từng tới bao giờ Trung Châu tự nhiên không biết cấm hải ở nơi nào vậy mà tại cấm hải người chắc chắn chứ tại lý tinh nguyệt nhìn soi mói mai y lão giả cao mày mở miệng rất hiển nhiên hắn biết nơi này cái này là nơi nào luyện tiên đỉnh hỏi cấm hải trung châu thứ nhất cấm địa không có người biết là làm sao hình thành cấm hải ở và trung châu lớn nhất phương bắc thuộc về trung châu cuối cùng châu đó một mảnh hư vô tất cả đều là không gian loạn lưu trong truyền thuyết từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống theo cấm hải bên trong đi ra qua mai y lão giả vội vàng giải thích nói không sai nghe đồn cho đó không gian cực kỳ bất ổn hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu từ đó mất phương hướng tại mênh mông giữa hư không chủ mẫu lại sẽ ở nơi đó Mộc linh cũng phụ họa mở miệng tôn thượng hoàn toàn chính xác ở nơi đó năng lấy vô thượng trận pháp trấn áp lại chỗ sâu không gian loạn lưu thành lập một tòa to lớn cung điện lúc này lý tinh nguyệt mậu thân mạc ngọc nói tiếp ti tỉ chúng ta đi cấm hải đi ta muốn gặp mậu thân tiểu linh nhi mười phần phần trần nói ha 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 nhưng đúng lúc này âu dương thiên huyền lại là cười to lên tất cả mọi người không hiểu hướng hắn nhìn qua lão gia gia ngươi cười không đúng hẳn là khắc 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 tiểu linh nhi ánh mắt rơi vào âu dương thiên huyền trên thân cười quái dị nó trêu chọc bộ dáng nhìn đến lý tinh nguyệt liên tục bật cười anh tiểu nha đầu ngươi không thể nào tin tới nàng âu dương thiên huyền cười lạnh một tiếng trao phùng nói vì cái gì à tiểu linh nhi không hiểu nhìn qua hắn những người khác cũng là câu mày trước mắt đã biết vị trí cụ thể chỉ cần đi hướng cấm hải là được làm sao sẽ không thấy được ha 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 âu dương thiên huyền chỉ là đồ cợt mà cười cười mặt mũi tràn đầy chiếu tức không có giải thích hư giả thân giả quỷ đại ca trước tiên đem hẳn trấn áp chúng ta đi cấm hải xem xét liền biết rõ luyện tiên đỉnh hứa lạnh một tiếng mở miệng nói tiểu hồ lô chấn động một cái cái nắp mở ra trực tiếp đem âu dương thiên huyền cho thu sau đó tiểu hồ lô lại tại hư không chấn động mạnh toàn bộ không gian hung hăng dung chuyển một phen tiếp lấy lý tinh nguyệt bọn người liền phát hiện đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên biến đến sáng lên loại kia cảm giác liền phảng phất nguyên bản đặt mình vào trong bóng đêm nhưng đột nhiên bình minh buông xuống một chút xíu đem hắc ám cho xua tan Trong chớp mắt đỉnh đầu bọn họ đã là ban ngày thanh thiên vị trí thiều vào một mảnh mênh mông trên mặt biển mà tại tiểu linh nhi đỉnh đầu lúc này đã có một cái phảng phất là bạch ngọc điều khắc thành bát hiện lên hi hi xem thật kỵ bát a à. tiểu linh nhi hi hi cười một tiếng trực tiếp đem bạch ngọc bát thu vào tiểu hồ lô cùng luyện tiên đỉnh thì một lần nữa trở lại nàng bên trong không gian chữ vật ti tỉ chúng ta đi cấm hải gặp mẫu thân á thu hồi bát nhỏ tiểu linh nhi vui vẻ nói ra được lý tinh nguyệt cười gật gật đầu sau đó một đoàn người thẳng đến cấm hải trong lúc đó lý tinh nguyệt cũng theo lý thuần mặc ngọc trong miệng hai người biết được chuyện năm đó nguyên lai lúc trước vợ chồng bọn họ đối với lý tinh nguyệt là người bình thường một chuyện của thật có chút khó có thể tiếp nhận có thể thời gian dần trôi qua cũng không có gì bởi vì giới tu hành ngươi lừa ta gạt tốt xấu lẫn lộn đặt trên con đường tu hành cũng không nhất định là chuyện tốt cho nên bọn hắn tiếp nhận lý tinh nguyệt bình thường chỉ muốn cho thứ nhất cái không buồn không lo sinh hoạt có thể lãnh võ nói các ngươi vì ta tàn sát trấn ma đội hài tử lý tinh nguyệt một bên đi đường vừa nói mộc linh cùng mà y lão giả thì lại yên lặng nghe không có tiếp lời ngược lại là tiểu linh nhi hết sức tò mò nhìn chằm chằm lý thuần vợ chồng nhìn tự hồ giống một chỉ hiếu kỳ tâm đầy tràn mèo nhỏ ai là cũng không phải lý thuần cùng mạc ngọc liếc nhau thở dài bất đắc dĩ một hơi nói ra có phải thế không Lý Tinh Nguyệt nghe được một mặt dấu chấm hỏi, là thì là là, không là thì là không phải, là cũng không phải lại là cái gì. Năm đó, ta theo người mẹ ban đầu vì cha mẹ, tự nhiên lý giải làm cha mẹ cảm thụ. Mất đi hai tử thống khổ, chúng ta rõ ràng, có thể huyền vũ thánh nhân lấy tính mạng của người làm làm uy hiếp, để cho chúng ta đi áp dụng cái kia thượng cổ bí thuật di hóa tiếp mục. Ta theo người mẹ liên thủ, cố nhiên có thể đối kháng thánh cảnh cường giả, thế nhưng chỉ là trong tay không có thành khí. Huyền vũ thánh nhân làm huyền vũ vực thành danh đã lâu thánh cảnh cường giả, hắn vốn là là bạn người không được một thiên tài lại có huyền vũ thánh địa cái này thế lực to lớn làm nội tình ta và người mẹ như thế nào đối thủ một bên là tính mạng của người một bên lại là đạo đức sau cùng chúng ta lựa chọn người lý thuần thở dài bất đắc dĩ trên mặt cũng đầy là hổ thẹn thời điểm đó hắn chỉ có đại thừa cảnh tu vi đối mặt huyền vũ thánh chủ căn bản cũng không có lựa chọn quyền lực tinh nguyệt ngươi có thể trách chúng ta vô tình nhưng chúng ta nhất định phải bảo trụ ngươi mà ngọc an ủi vỗ vỗ lý thuần bà vai ôn nhu nói lý tinh nguyệt nghe xong lâm vào trầm mặc bên trong cái này có cái gì giới tu hành vốn là làm mạnh được yếu thua chết đạo hữu không chết bần đạo à mộc linh ngược lại là một mặt không quan trọng mở miệng giới tu hành cũng là làm lại pháp tắc nhỏ yếu chính là lớn nhất tội liền như là phan tục thế giới nghèo là nguyên tội một dạng tiểu cầu cầu nói đúng tiên sinh nói qua người hiền bị cưới ngựa ngựa tốt cũng bị cưỡi ngựa tiểu linh nhi chừng lấy tròn căng mắt to nói ra phúc phẩy Lời này vừa nói ra, Lý Tinh Nguyệt trong nháy mắt liền bị chọc cười. Linh Nhi là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Năng cải chính, tự hồ tâm tình cũng biến đến tốt lên rất nhiều. Anh, hi hi, hi hi. Tiểu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút ngượng ngùng cười. Cái kia hồn nhiên, đáng yêu nụ cười, phẳng phất có ma lực một dạng. Đem Lý Tinh Nguyệt một đoàn người đều cho phủ lên, trên mặt không tự chủ cũng xuất hiện nụ cười. Cha mẹ, sư tôn nói các người theo một người cao nhân, chẳng lẽ cũng là Linh Nhi mậu thân? Lý Tinh Nguyệt kéo ra đề tài hỏi, không sai, năm đó chúng ta bị huyền vụ thánh địa truy sát, sau cùng chạy đến chiến trường viễn cổ mới lấy tồn tại. Nguyên bản chúng ta nghĩ tại chiến trường viễn cổ cắm dễ, về sau liền gặp tôn thượng. Có lẽ là cùng vì cha mẹ, lại không cách nào cùng chính mình con cái sinh hoạt nguyên nhân. Cho nên nàng liền chứa chấp hai người chúng ta, cũng chính bởi vì tôn thượng mới có chúng ta bây giờ để tôn cảnh tu vi. Lý Thuần gật gật đầu nói tiếp, đúng vậy à, lớn nhất để cho chúng ta ngoại ý muốn chính là tinh nguyệt ngươi vậy mà cùng tiểu tôn thượng quen biết có lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận a à. mạc ngọc cũng cảm khái nói tỷ tỷ cha mẹ các ngươi có thể nói cho ta mẫu thân sự tình sao ta rất muốn nghe à. tiểu linh nhi nhìn qua lý thuần vợ chồng vô cùng chờ mong nói nghe vậy mộc linh cùng mà y lão giả cũng đem ánh mắt cho tiền tới được mạc ngọc ôn nhu cười một tiếng gật đầu mở miệng nói ra trong mắt người ngoài tôn thượng là cái mười phần cao lạnh người có thể kỳ thực nàng lòng rất tốt nói đúng ra là đối với mình người rất tốt tinh nguyệt ngươi còn nhớ có được chiếc linh nhất tộc phong ấn bị mở ra sự tình ác linh nhất tộc phong ấn bị mở ra sự tình lý tinh nguyệt nghe xong nghi hoặc gật đầu nàng tự nhiên nhờ đến lúc trước linh tuyền vì bảo trụ nàng cùng ác linh tộc đạt thành hợp tác lấy thân làm mồi muốn dùng cái này làm đến ly miêu hoàn thái tử đáng tiếc sau cùng bị lãnh võ nhìn thấu đồng thời bắt sống nàng thiếu chút nữa cũng bị chộp tới muốn không phải tiểu linh nhi tại lý tinh nguyệt đoán chừng khả năng mình đời này đều không thể nhìn thấy cha mẹ chỉ là nàng nghi ngờ là lý thuần vợ chồng đột nhiên nhắc lên chuyện này làm cái gì khi đó chúng ta biết được tin tức vô cùng cuống cuồng bởi vì ngươi tại linh lùng các lấy ác linh tộc cường đại ngươi vô cùng có khả năng ra chuyện về sau vì trợ giúp chúng ta tôn thượng mang theo hai người chúng ta trực tiếp đi ác linh giới may mắn chính là khi đó ác linh giới bị thần bí tồn tại cho hủy diệt nghe tôn thượng ý tứ tựa như là một cái hết sức lợi hại pháp lý thuần chậm rãi mở miệng lời nói ở đây hắn bỗng nhiên sửng sốt mười phần pháp bảo lợi hại hắn đến bây giờ đều còn nhớ đến bạch Văn yên nói lời cái kia mười phần pháp bảo lợi hại giống như áp đảo nàng bản mệnh tiên đế khí phía trên Trước đó bọn hắn không biết tiên đế khí phía trên pháp bảo là đẳng cấp gì, nhưng thông qua Âu Dương Thiên Huyền, bọn hắn hiện tại đã biết, là chân thần khí, toàn bộ tiên linh giới đều không có một kiện chân thần khí, nhưng hiện tại tiểu Linh nhi trên thân lại có, chẳng phải là nói, nghi đến nơi này, hắn nhìn về phía tiểu Linh nhi, các ngươi khi đó xuất hiện qua, Lý Tinh Nguyệt nghe xong, cũng là hai mắt mãnh liệt trừng, không sai, Tinh Nguyệt, tôn thượng nói hủy diệt ác linh nhất tộc là một kiện pháp bảo hết sức khủng bố, chẳng lẽ, Lý Thuần gật gật đầu, hỏi ngược lại, pháp bảo khủng bố, không sai là tiểu hồ lô tiền bố làm lý tinh nguyệt nghe xong trong nghe mắt kịp phản ứng trên mặt tất cả đều là cười khổ lúc trước mấy cái kia hóa thân cảnh tu vi ác linh lần tiếng uy hiếp tiểu linh nhi sau cùng bị tiểu hồ lô cho thu đi rồi lại tiểu linh nhi nói qua Kiểm tiểu hồ lô muốn đi ác linh giới đi một chuyến bây giờ nhìn tới lúc trước song phương liền kém một chút gặp được a à? vậy mà thật là như vậy ai đáng tiếc lúc ấy tôn thượng tu vi không cao cũng tận là đế tôn cảnh không nên quá sinh động chúng ta theo người mẹ mặc dù đột phá đến thánh cảnh có thể tôn thượng nói huyền vụ thánh địa có một cái yêu tổ cảnh là ông quy cho nên tại xác định an toàn sau khi chúng ta liền đi không nghĩ tới trời đưa đất đầy làm sao mà phía dưới bỏ qua lý thuần có chút bất đắc dĩ mở miệng nếu là sớm biết lúc ấy tiểu linh nhi ngay tại linh lung các mẫu nữ hai người đoán chừng đã sớm gặp nhau đúng rồi tinh nguyệt nghe nói huyền vụ thánh địa giống như bị hủy diệt rồi chuyện này là sao nữa lúc này mà ngọc nói tiếp vẫn là linh nhi lúc ấy lãnh võ muốn bắt ta nhưng hàn đối linh nhi xuất thủ đồng thời còn uy hiếp linh nhi chọc giận tiểu hồ lô tiền bối tiểu hồ lô tiền bối liền đi huyền vũ thánh địa đem hủy diệt cha trong miệng cái kia là ông quy cũng bị tiểu hồ lô tiền bối thu lại cho linh nhi nấu lý tinh nguyệt cười nói cái này lý thuần cùng mạc ngọc nghe xong nhịn không được liếc nhau trong lòng có chút cảm khái duyên phận của Nhi là tuyệt không thể tả vậy các ngươi lại là như thế nào tìm tới yêu vực tối lý thuần lại lần nữa nghi ngờ hỏi đón ánh mắt của hắn lý tinh nguyệt liền đem đoạn đường này đến chuyện xảy ra em tài nói ra nghe xong lý thuần cùng Mạc ngọc trợn tròn mắt chiến trường viễn cổ lưu xa khách sạn mộc linh ngọc gia lại là các ngươi cái này ai ai lý thuần nghe xong thần sắc cực kỳ phức tạp mở miệng hắn sợ là nằm mộng đều không nghĩ tới chiến trường viễn cổ xuất hiện tiên linh dưới người lại là tiểu linh nhi còn có ngọc gia hủy diệt vậy mà cũng là tiểu linh nhi làm cha lý tinh nguyệt không hiểu nhìn về phía hắn tinh nguyệt à chúng ta chơi đất xui khiến bỏ lỡ nhiều lần cái kia lưu xa khách sạn kỳ thật sớm đã bị tôn thượng thu nhập dưới trướng phụ trách giúp tôn thượng bồi dưỡng linh dược cùng yêu thú có thể các người đến thăm lại bị tôn thượng cho rằng là tiên linh dưới tới trả thù người Mạc ngọc bất đắc sĩ cười một tiếng giải thích nói ai có thể nghĩ tới vậy mà lại nào lớn như vậy một cái ông long anh lý tinh nguyệt nghe xong cũng choảng váng lưu xa khách sạn lại chính là tiểu linh nhìn mậu thân dưới trướng như thế nói đến lúc trước các nàng không phải tương đương với đi đến cửa nhà sao còn có ngọc gia chúng ta châu lấy đi trung châu cũng là tôn thượng coi là là tiên linh dưới kẻ thù cha được đầu mối gì cho nên tiến về ngọc gia yêu cầu tin tức sau cùng ngọc gia chọc giận nó kẻ thù dẫn đến hủy diệt không nghĩ tới không nghĩ tới đúng là tiểu tôn thượng làm mà ngọc lên tiếng lần nữa có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ ai có thể nghĩ tới đây hết thảy đều là tiểu linh nhi làm nếu là sớm biết vừa lại không còn tiểu linh nhi bọn người đuổi tới yêu vực trực tiếp tại trung châu liền gặp mặt rồi càng sẽ không xuất hiện âu dương thiên huyền việc này chúng ta cũng không biết a à. lý tinh nguyệt khổ cười một cái nàng cũng không nghĩ tới tiểu linh nhi vậy mà lại bị đoán thành thủ nhà tiểu tôn thượng xin hỏi ngươi bây giờ là tu vi thế nào bỗng nhiên lý thuần trong lòng hơi động nhìn về phía tiểu linh nhi hỏi tu vi tiểu linh nhi chừng lấy tròn căng ánh mắt nhìn qua hắn chủ nhân chính là tiên vương tu vi mà y lão giả tại chỗ đừng ra đáp lời tiên vương tu vi lý thuần nghe xong trực tiếp kinh ngạc đến ngây người một bên mạc ngọc cũng là như thế bọn hắn đi theo bạch văn yên bên người như vậy mấy năm tự nhiên hiểu được rất nhiều thứ trong đó liền báo quát tiên đạo cảnh giới tiên vương cường giả đây chính là tiên linh giới bá chủ cấp bậc tồn tại Tiểu Linh Nhi mới bao nhiêu lớn? 4 năm tuổi à? 4 năm tuổi tiên vương. Tôn Thượng không phải nói, hai cha con là người bình thường sao? Cái này gọi người bình thường. Lý Thuần thầm nghĩ lấy. Xem ra, đó cũng là tiểu Tôn Thượng à? Mà Ngọc cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra. Mẹ, ngươi nói cái gì? Lý Tinh Nguyệt không hiểu nhìn về phía nàng. Tại Ngọc gia hủy diệt trước đó, Tôn Thượng từng cảm ứng được có tiên vương cường giả tại chân linh giới. Sau đó điều động chúng ta đi điều tra tin tức. Bây giờ xem ra, cái kia tiên vương cường giả là tiểu tôn thượng. Mạc Ngọc rất là bất đắc dĩ cười khổ nói. Bọn hắn vì chuyện này còn lâm vào khẩn cấp đề phòng bên trong. Không nghĩ tới, đây hết thảy đều là tôn thượng nữ nhi làm ra động tính. Nếu là tôn thượng biết, không biết sẽ làm gì cảm tạ. Mạc Ngọc thầm nghĩ lấy, đột nhiên liền rất chờ mong. Cho tiểu linh nhi tiến vào cấm hải nhìn thấy Bạch Vân Yên sau biểu hiện. Vậy nhất định rất đặc sắc đi. Tỷ tỷ cha mẹ, màu thân liền tại bên trong sao. Bỗng nhiên, tiểu linh nhi âm thanh vang lên. Lý Thuần cùng Mạc Ngọc theo ánh mắt của nàng nhìn qua, trên mặt lại nhịn không được giật mình. Đã vậy còn sao nhanh liền đến cấm hải. Không sai, tiểu tôn thượng, tôn thượng cung điện liền tại bên trong. Mo đi đi, tôn thượng cũng rất nhớ ngươi. Mạc Ngọc quật đầu nói.